Như sách. Ông mang xuống sách hả? À? Sách đâu? Sách để ăn kia. Con chơi nào giờ con chơi ở đây như xe điện đó hả? Xe điện không? Con xe điện không có chạy được. Chị nó không có biết chạy đâu. Nè. Giờ con đi chơi cái khác đây, còn đi lên trên xe lửa còn đi chơi nhúng nhúng. Giờ đi chơi cái nào nào? Hả? Làm gì vậy? Con đi chơi cái nào? Đó là câu cá. Câu cá với nhiêu em? Câu cá 5.000. Có câu cá không? Đi rồi câu cá thì lại câu cá. Còn đi xe đó điện, nó đòi đi xe điện không bà cô chú, nhưng mà xe điện hôm nay không có chị ba. Chị ba không có chạy được. Không có chị ba không chạy được. Cô lên hỏi với bé được không? Thôi tụi con phải lên kiềm kiềm bé hỏi là bé chạy được. Ở chợ nói chị với nó, nói với chị đi. Con đi chứ muốn chơi cái nào nè? Đi xe điện phải không? Rồi hai mẹ con đi luôn ha. Rồi lên hai mẹ con đi xe điện luôn. Nó đòi đi xe điện là em không có con gái, nó không có đi, không có chị ba không đi, mà nay nó đòi đi xe điện rồi. Em với nó đi luôn. Con biết lái không? Mẹ có một tay mẹ không có lái được nha. Lên đi xe nào lên. Cái này chơi sao vậy? Chị chưa biết chơi luôn. Cô chưa biết chơi, con chơi cái sao? Dặn ra hả? Chết rồi, mẹ có tay sao mẹ dặn? Ta chạy được bắp thắng nữa rồi, thôi mẹ không chạy được rồi. Em chạy em được rồi, hay là em chạy em chở em. Hả? Em chở cho. Nó đó đó. Nó không có biết chạy được. Lo nó chỉ chạy, chạy dễ nè. Hiểu không? Chuột chạy được không? Rồi. Lên lên kìm. Rồi đại đi, hai mẹ con lên luôn. Rồi lên. Tắt đây cho chị lên cái đi. Rồi. Cho chị lên cái đó đi. Rồi chút xíu trả tiền nha. Rồi đó con chạy đi. Con biết chạy, con chạy đi. Con rồi. Thắng đi. Con thắng. Em phải dịnh thắng. Con biết lái không? Ừ. Chuột tự ái. Nó hái em sợ quá ông bà cô chú ơi. À, trời ơi lấy té mẹ. Được đó. Em sợ không bà cô chú ơi. Nó không sợ nhưng mà em sợ. Trời ơi trời. Nè. Chạy vòng vòng luôn. Chạy vòng vòng luôn. Chạy vòng vòng cho mẹ trúng mặt luôn. Cho chừng đụng người ta nha. Trời ơi trời, em sợ muốn chạy. Em sợ. Ai. Rồi lên ga nữa kìa. Đi. Chạy chạy. Đừng đụng, đừng đụng, đừng đụng. Em chạy. Rồi con chạy đi. Con chạy vừa vừa thôi, đừng có chạy ra mạnh. Lái vậy, con vòng vòng bên kia, vòng vòng chỗ sáng kìa. Trời trời, em sợ rồi, con chạy đi, lái, lên ga. Trời ơi trời. Đây nè ông bà cô chú ơi, coi chuột chạy nè. Quẹo cua lại, quẹo cua, quẹo 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 chạy. Rồi. Em tại vì biết sao, em chạy thì được á ông bà cô chú, nhưng mà tại em có một tay quay. Một tay quay rồi một tay quay không có quay bắp thắng, còn nó một tay ga, một tay thắng. Nó đừng đụng. Ấy, đụng người ta cận. Ông bà cô chú ơi, quá trời người chạy luôn. Chạy chạy. Chạy, chạy né né né, rồi chạy chạy. Chạy lái đây nè, mà cô chú thấy em có một tay gì nè. Rồi chạy đi, rồi chạy vòng quanh kia, lên ga, lên ga, lên ga xíu, lên ga xíu, lên ga xíu, chạy cái này 20.000 được 20 phút. Quá nhiều mẹ con chuột không này nè mà cô chú. Cái chân đụng nha, chuột chạy nha, lái nha. Vô 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 lên ga vô vô. Cái chân đúng, chân đúng, chân đúng. Đây. À, chạy quẹo đâu vậy? Rồi nó chạy em nghiêng nghiêng em sợ luôn á. Rồi. Rồi tiếp, lên. Cái sàn lên, chạy. Rồi cái xe này nó nói chung cái đường này nó có xăng này nó cũng rộng lắm không bà cô chú. Bye 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 bye, chạy lên ga. Ấy da. Lên ga, lên ga. Biết chạy chưa? Chạy vô vô. Em sợ muốn chết luôn á. Rồi, rồi tiếp nữa, chạy từ từ cứ lên ga từ từ. Khoan từ từ, con mua đi, con đừng dịch, con đừng dịch, con đừng dịch. Rồi để mẹ lên ga cha. Rồi mẹ lên ga. Đâu rồi? Mẹ lên ga. Ôi, không được. Em lên ga làm sao bóp thắng? Em phải bóp thắng, mày nói lên ga thì em bóp thắng mới được. Rồi, chạy.
Rồi con lên ra đi, con lên chạy đi. Chạy đi con, chạy đi. Chạy. Chạy lên chút xíu, lên ra chút xíu. Ừ, lên ra xíu rồi chạy vô kia kìa. Hai mẹ con mình chạy vô trong kia trống rồi mình lên vô quẹo đó, quẹo đó. Chạy vô đó đi. Từ từ. Sợ quá, hú hồn. Chuột chạy xe mẹ hú hồn luôn rồi. Vô. Ai, gì vậy? Con chạy đâu, con bé mua đâu vậy? Mẹ sợ rung rồi. Rồi nó còn hù em nữa. Nó còn hù em luôn mà cô chú nó còn hù. Ai? Vô thôi. Té. Đúng người ta kìa. Ôi trời em. Nghe không? Mày dân mày đi nghỉ cho chơi mày đi xuống bây giờ mày sợ lắm rồi đó. À kìa kìa. Gì đâu? Nó còn hù em cái gì kìa, gì kìa đang dòm lên trên đó. Chân gì? Ồ cái gì cậy nó đi, tôi sợ rồi. Tôi sợ rồi. Rồi chạy. Ơi á. Chạy, đi vô. Chạy qua lỗi bên kia kìa. Ờ nó chắc trống kìa. Ừ, chỗ đó trống kìa. Chỗ đó trống không có xe nào. Cha chạy. Trời, nó chạy á. Đúng. Chị bắn cái bắt tay bây giờ á. Đâu rồi á. Biết chạy đâu qua không? Nó chạy lên ra nó mạnh nó không rủ người ta không ông bà cũng coi chạy chúng nhậu nhé nha chạy tiếp cũng nhiều quá nhiều người chơi lắm hai mẹ con hai cha con chạy vòng cũng nhiều chiếc lắm ông bà cô chú bà thấy con chú chạy lặng nhóc hết trơn chú chú á ra cái giò lên mày mày chạy cho cố vô rồi cái đầu mày thắng giò. Chỗ đó anh luôn lộm á. Rồi chơi chiếc này nữa rồi đi về nha. Nghe không cho chơi nữa nha. Chạy gì đó. Không biết chạy gì được gì hết trơn. Nó chạy vòng vòng nó chạy từ từ con lên ga vừa vừa thôi. Ôi trời lần đầu tiên mẹ em cho nó chạy gì luôn á ông bà cô chú. Chạy từ từ chạy từ từ con đừng có lên ga mạnh quá mà con đừng có bẻ cua gắt quá lật xe té luôn á biết không con chạy đi mẹ lái ra con lên ga đi mẹ lái ra lên từ từ thôi chạy ra chỗ sáng kìa chạy chạy đi nó có đợt nó đi chơi nói với chị ba nó đi một chiếc xe này rồi nhưng mà có chị ba tại vì em quay được rồi bây giờ em vừa cầm một tay cầm một tay quay nè ông bà cô chú rồi đâu có tay nào lên ga rồi để cho nó lên ga mà bà hồi nó lên chút xíu giật cái đầu nó tự bẻ lái nó bẻ cái cua cái quèo mẹ cái gì đúng cái đó mẹ. Ừ chút đi chơi cái đó thì mẹ cho đi chơi cái đó rồi chơi hết cái này đi chạy chừng nào hết giờ rồi đi xuống chơi nhà banh chơi banh như bự bự chút. Rồi chạy đi để hồi hết giờ. Ừ. Đây. Chạy đi con, chạy lên ga chạy tới giờ nó chạy gì nè, chạy lì gì vậy nè. Tới giờ thì nó chạy thì thôi. Nóc thắng lại đi chuột thắng lại đi mẹ đẩy cây quay vô ngưng quay nè
lên ga, con lên ga nó thấy sợ luôn. Từ từ nha, đừng lấy nha. Thôi mà cô chú ơi, đi xe ngựa, trời ơi em đi xe ngựa với nó hồi là đi gì xe điện là mệt luôn rồi. Giờ con ăn cái gì? Ăn xúc xích đúng không? Em mua xúc xích về nhà mình ăn ha, chịu không? Rồi đi. Đi qua lên nó kêu chị mua cho xúc xích đi. Đi qua đây. Là nó đòi ăn xúc xích cái nữa, giờ đi dạ, mua cho nó xúc xích nha nữa. Đi. Mấy cây? Xúc xích cây nhiêu? Dạ, em đi qua đây em cho nó đi xúc ăn xúc xích cái nữa. Rồi có xúc xích chứ gì vậy? Dạ, bánh chiên cộm, bánh chiên cục nướng, bánh chiên nướng là ngon lắm đó cô. Nướng hả? Dạ. Ở nhà có bánh chiên cộm. Mấy cây vậy cô? Cho hai cây xúc xích đi. Hai cây xúc xích ha. Rồi cho hai cây xúc xích. Dạy con đi. Này xúc xích này nướng ở chiên. Con muốn nướng. Con muốn nước nước đằng kia. Mình có nước ở đằng kia đó con, nãy mình có mua ly nước đá me rồi. Này. Em mua cho nó ly ấy quên hai cây xúc xích nữa đi rồi. Làm sao? Nó có đi xe điện xong rồi. Dạ con sao, con cảm ơn bà đi. Ông bà. Quay qua đây nói chuyện đàng hoàng. Em ơn ông bà. Rồi gì ai nữa? Tứ. Rồi gì nữa? Rồi các anh chị mà các bạn. Rồi con sao? Con một like một ký xe con nhìn con sửa. Ồ, con một like một ký như thế vậy. Ông bà của chú ơi, nãy giờ em cho nó chạy xe điện đụng không em xém hồn, hú hồn của nó tại vì em có một tay à. Rồi nó chạy á, nó chạy cái đầu nó giật lắm. Ờ cắt hết đi. Nó lát cái giục cá mình lên. Giục cá mình, ồ đúng rồi, giục cá mình chạy cái xe cái rồi nó giục cái ga lên cái là em hết hồn hết trơn là làng với nó không à. Thôi giờ lấy dụng cũng dài, bà cô chú em cũng xin kết thúc clip tại đây. Em cũng xin chân thành cảm ơn bà cô chú rất nhiều đã yêu thương và ủng hộ em. Ai mới đến kênh em nhớ cho em xin một like và tiếng chia sẻ cả nhà em, bye bye. Chú ơi, tay đâu? Mẹ không có tay à, con tay. Tay. Rồi.